Xin chào các bạn đang đến với Phượt TV. Và ngày hôm nay chúng tôi đi cắm trại và mang review một sản phẩm mới mà tôi mới mua cách đây vài ngày. Đây cũng là chuyến đi đầu tiên mà chúng tôi sử dụng sản phẩm này. Đó là một cái giường, một cái chiếc giường xếp để cắm trại, rất là tiện dụng. Chiếc giường này thì có giá là 650.000. Bây giờ chúng ta sẽ khui chiếc giường này ra. Đây. Chiếc giường này nặng khoảng 10 kg và có kích thước khi sắp gọn lại khoảng 1,5 các bạn ạ. Đây, đến khoảng đến bụng mình. Chúng ta tháo cái dây này ra và bung chiếc giường ra. Các bạn có thể thấy chiếc giường của chúng ta. Đây là cái bộ chân của nó. Rất tiện lợi các bạn ạ. Chiếc giường này thì mọi người có thể mua về để sử dụng ngủ ở bên phòng. Còn với mình thì mình sử dụng đi camping. Chiếc giường của mình rất tuyệt, nằm rất là êm ái này. Chiếc giường này thì kêu là có thể chịu đựng được sức nặng là 200 kg, nhưng mà mình chỉ có hơn 60 kg thôi. Rồi bây giờ chúng ta cho cái giường vô cái lều rất là vừa. Đó, như các bạn thấy đó, rất là vừa bạn thấy không ạ?